ba lưu ý để sử dụng Chironon Baby Love đạt hiệu quả tốt nhất ạ. Xin chào các mẹ nhé. Hôm nay thì em Hồng sẽ chia sẻ với các mẹ ba cái lưu ý để mẹ có thể sử dụng Chironon Baby Love cho con đạt hiệu quả tốt nhất ạ. Lưu ý thứ nhất đó là mình sẽ bổ sung cho con dùng đúng đủ đều, dùng đúng theo hướng dẫn và đủ liều trình và sử dụng đều mỗi ngày, dùng đúng theo hướng dẫn trên quy cách của hộp. Và từ 6 tháng đến 1 tuổi con đã ăn dặm rồi thì mình sẽ bổ sung cho con một ngày nửa gói ạ. Còn từ 1 tuổi đến 3 tuổi thì ngày dùng một gói, rồi dùng từ 3 tuổi đến 6 tuổi thì ngày hai gói, và từ 6 đến 12 tuổi thì sẽ ngày ba gói mẹ nhé. Mẹ sử dụng cho con đều đặn mỗi ngày, và liều trình để đạt hiệu quả tốt nhất cho con đó là mẹ sẽ bổ sung cho con là liều trình 3 tháng mẹ nhé. 3 tháng là thời gian để con cải thiện cái tình trạng biếng ăn được tốt nhất và thay đổi những cái thói quen xấu của con trước đây ạ. Là con sẽ ăn ngon hơn này, ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn, ngủ ngon và hấp thu tốt lên ký đều mẹ nhé. Một số mẹ hỏi Hồng là tại sao mà sử dụng 5 đến 7 ngày rồi nhưng mà con chưa hết biếng ăn, con không còn chưa cải thiện tình trạng biếng ăn. Thì thời gian 5 đến 7 ngày là cái thời gian con đang hấp thu và con đang có kích thích vị giác của mình, con sẽ ăn ngon miệng hơn. Để hết hẳn tình trạng biếng ăn này, táo bón và con có hệ tiêu hóa khỏe thì mẹ phải bổ sung cho con liều trình là 3 tháng mẹ nhé. Và thứ hai đó là mình sẽ không sử dụng chung Chironon Baby Love khi mà bé đang sử dụng thuốc ạ. Khi mà bé dùng thuốc thì đa số trong thuốc sẽ có kháng sinh, mà kháng sinh thì nó sẽ tiêu diệt hết những cái lợi khuẩn và những cái dưỡng chất có trong Chironon Baby Love. Sử dụng như vậy á thì sẽ rất là lãng phí mà lại không mang lại hiệu quả cho con ạ. Vì thế là khi con đang sử dụng kháng sinh, mẹ muốn bổ sung Chironon Baby Love cho con á thì mình sẽ uống giãn cách ra cách 1 đến 2 tiếng mẹ nhé. Và thứ ba đó là mình sẽ không cho bé sử dụng khi mà bé đang bị tiêu chảy hoặc là có dị ứng với một trong số các thành phần của sản phẩm á, thì mình sẽ ngưng cho bé dùng nhé. Hãy liên hệ cho em số là 0976 234605 để em Hồng được tư vấn và hỗ trợ mẹ trực tiếp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.